quý vị từ tin báo của quần chúng nhân dân, trong chiều tối ngày 6 tháng 5 năm 2022, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức đã đột kích kiểm tra hàng trăm xe tay ga độ nòng thay đổi kết cấu đang chuẩn bị đi bão sau trận bóng đá giữa Việt Nam và Indonesia. Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện gần 300 xe độ bộ không gắn gương chiếu hậu và nhiều xe thay đổi kết cấu, màu sơn, nhãn hiệu xe. Đặc biệt trong cốp xe của hai nam thanh niên còn cất giữ một cây ba trắc phủ. Được biết đây là những xe thuộc nhóm Sao Việt Nam Scooter Team. Một số thành viên cho biết đã lên kế hoạch đi bão trên các cung đường của thành phố sau khi kết thúc trận bóng đá giữa Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ môn bóng đá SEA Games 31. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thủ Đức đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi như để xe ở lòng đường, hè phố trái quy định pháp luật hoặc độ bô, thay đổi kết cấu, màu sắc, nhãn hiệu của xe và các lỗi khác như không có gương chiếu hậu bên trái của điều khiển, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe. Trước đó, nắm bắt thông tin về việc có một nhóm hơn 500 quái xế cùng phương tiện lấn chiếm lòng đường và đang tổ chức tụ tập vui chơi trong một quán nước đầu hẻm 188 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt đã tiến hành tổ chức cho tổ phòng chống đua xe trái phép của phòng cùng đội cảnh sát giao thông cắt lái phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố Thủ Đức nhanh chóng đến kiểm tra và xử lý vụ việc.